À, mình học ở đây đã được 7 tháng và hiện tại là mình chưa nghỉ ngày nào. Tức là trong 7 tháng đấy thì mình có 3 hay 4 buổi đi chơi, về quê đi trên tàu xe trong thời gian để học, hoặc là lúc con ốm. Nhưng mà tự nhận thấy là dù thời gian học có thể là 30 phút hoặc 1 tiếng trong cái hôm bận này thôi, nhưng mà chưa bỏ ngày nào. Đấy là điều tự hào và tự hào nhất của bản thân. Và vì cái tự hào đấy thì mình cũng đã truyền được cái cảm hứng cho con mình, cho các cháu mình cũng như là cho đồng nghiệp, khi mà mình nói là mình học tiếng Anh liên tục và mình chưa bỏ ngày nào ấy. Mọi người là ôi suýt xoa bảo là ôi sao mà siêu thế, sao mày làm được như thế. Mà tự nhiên mình lấy cái trải nghiệm sống của mình để mình nói thì mọi người thấy rất là thuyết phục. Thì đấy là cái điều tự hào nhất của bản thân. Cái thứ hai là cái mà mình cái gì nhỉ? Điều mà mình một cái đúc rút được trong cái 7 tháng học liên tục ấy, thì đấy là mình nghĩ đấy là sự năng nhập chặt bị. Tức là ngày nào mình cũng học một ít học mỗi kiến thức từ nghe nói đọc viết hoặc là từ cái luyện phát âm ấy, thì cái thời gian học của mình thì chủ yếu là tập trung vào buổi sáng. Thế là cái thời gian gần như mình dành toàn bộ tâm trí cho việc học tiếng Anh. Thì dù nó không phải là nó quá nhiều, nhưng mà vì ngày nào mình cũng thường xuyên học như thế thì mình cảm thấy là dần dần 6-7 tháng, thứ nhất là về cái nghe của mình nó cũng tốt hơn rất là nhiều. Trước đây thì nghe là một cái hạn chế lớn đối với mình, vì ngữ thường là mình tập trung vào phần ngữ pháp là từ vựng, nhưng bây giờ không không bị ngại nghe nữa. Tức là cảm thấy đấy là một 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 cái mà tự hào, mà cái kết quả thành công nhất trong cái 6 suốt 7 tháng liên tục học tiếng Anh một thời gian. À, và cái nội dung thứ ba là lời khuyên nếu mà cho các bạn khóa sau thì đó là sự vượt lên chính mình. Thì đối với Giang đó là có ba cái vượt. Thứ nhất là vượt ngại, vượt lười. Bản chất là thật là vượt lười rất nhiều lần, là tự nghĩ trong đầu là thôi nghỉ một buổi đi, nhưng mà mình cứ nghĩ rằng nếu mà một buổi mình nghỉ thì mình sẽ có một ngày thứ hai, ngày thứ hai, thứ ba. Đúng Nên rồi. là cố gắng là không không lười, không 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 để cho cái sự làm đấy của mình, cái lười biếng của mình nó làm mất đi cái tâm lý tâm 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 thể học của mình. Cái thứ hai, cái vượt lên chính mình thì của mình đã là vượt khó. Vượt khó là khi mà có những cái bài mà coach đưa nó rất là khó, đặc biệt là lúc nào học với Chris thì có những cái topic cực kỳ khó khi mình viết ấy. Mình chưa bao giờ mình nghĩ là mình có thể viết được, nhưng mà cố gắng viết, cứ viết đã, thì dần dần là mình thấy những cái topic để nó trở nên nó dễ dàng hơn, và thấy nó tự nhiên hơn khi mà mình nghĩ đến. Và cái vượt thứ ba của mình đấy là vượt chán. Thực ra học tiếng Anh có những cái lúc mà rất là chán, chán là cả nhóm chán, những mà mỗi bản thân mình chán. Nhưng mà cứ tự nhủ là mình sẽ có những một cái đô thị hình sinh ấy. Có lúc lên thì sẽ có lúc xuống, có lúc vui thì lúc buồn, lúc chán thì sẽ là lúc là hào hứng. Nên là cố gắng vượt qua cái chán đấy. Thì đấy là ba cái mà mình nghĩ là được với các bạn. Và sau thì mình cố gắng vượt lười, à vượt 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 qua chính mình. Đối với lời cái topic out thì đối với Giang cái mà ấn tượng nhất đấy là cái keep it simple. Bởi vì bản thân là mình cũng là có những cái đợt mà tham gia các cái khóa đào tạo ấy, thì thường là mình chuẩn bị rất là kỹ, cố gắng bao nhiêu kiến thức là mình cứ phô diễn, mình đưa ra hết dày đặc trên slide, và lúc mình nói thì cũng cố gắng đưa từ cái tổng hợp đến cái chi tiết nhà giải thích sâu nhất để người ta hiểu. Nhưng mà bản thân khi người kết thúc lại cái bài giảng ấy, thì mọi người hỏi bài này khó quá. Tức là người ta thấy lúc mình nói rất là nhiều và rất là khó để nghe. Thì càng ngày thì mình càng thấy thấm cái việc là không phải là khối lượng bao nhiêu kiến thức mình đưa ra, mà vấn đề là người nghe bao nhiêu cái nội dung mà người nghe có thể hiểu. Bởi vì khi họ hiểu thì họ sẽ nhớ lâu, và khi nhớ lâu thì có thể áp dụng được trong cái thực tế cuộc sống. Thì đang lấy một cái ví dụ mà bản thân mình cũng phải trừu tượng hóa, hoặc là simple nó simplify nó rất là nhiều, là khi mình đào tạo về một cái data, cái data gọi là data warehouse, cái kho dữ liệu chẳng hạn, thì mọi người cứ nói là kho dữ liệu là cái gì, mà tại sao mình cứ nói data warehouse. Thì mình cố gắng mình sẽ hình dung nó như một cái kho ấy. Tức là bản thân dữ liệu cũng như cái đồ vật cần phải có sự sắp xếp gọn gàng, khoa học, và có các cái khu chức năng để mình có thể lưu trữ nó. Thì bản thân nhà kho mình cũng thấy không phải cái gì mình có thể vứt vào kho, và mình cũng có sự quy hoạch.
thì những cái hình em đưa hình ảnh hóa và những cái rất là đơn giản hóa như thế thì mọi người cũng tự liên hệ với cái concept để mà mình đưa ra. Thì là cũng khá nhiều thứ học được trong cái thời gian, nhưng mà vì nói một nội dung nên nha, chỉ nghĩ là cái keep in simple là cái mà mình sẽ học được nhiều nhất ở trong cái bài đạo của học. À, cảm ơn Giang. Chris có chia sẻ cái sự tiến bộ của Giang và anh cảm thấy rất là vui khi Giang mà vượt qua được cái nỗi sợ nghe, bởi vì nghe là một cái cực kỳ khó trong cái việc học tiếng Anh, mà khi mà phát âm vững một cái thì tự nhiên các bạn nghe tốt lên, còn không còn có cách nào khác, nghe thụ động nó không giúp được đâu. Rồi, cảm ơn Giang nghe.